Trời ơi, nói về 80 không tin luôn á. Trẻ quá trẻ luôn đề. Rồi, thử miếng nước nè cho bà con. Rồi, nó thơm. Đúng rồi, đây nấu lên bún bò là chắc chắn phải có ruốc. Có mắm ruốc nhưng mà cái không có bị nặng, nó cái vị rất là thanh. Mình cũng không biết làm sao, nói làm sao mà một số bạn đó ăn bún bò Huế mà ngoài Huế nó không có không đậm đà. Thật ra là mình lại thích cái vị ở đây hơn, thanh hơn nhiều lắm. Nhiều khi những nơi khác, những địa phương khác bún bò bây giờ là bún bò Huế là bây giờ có thể nói là đi khắp nước Việt Nam mà ở đâu cũng thấy cũng có bún bò hết, địa phương nào cũng có. Còn người nào ngon, còn người nào dở, dạ. Người nào nào dùng nổi. Các bạn thân mến, về Huế mà không ăn bún bò Huế thì là chưa biết Huế. Và hầu như là buổi sáng ở đây là hầu như là mình cứ đi khoảng chừng mấy chục mét là mình sẽ thấy có một quán bún bò Huế. Và hôm nay thì Coloman cùng với ekip cũng xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các bạn ở đây là đường Chùa Ông, phường Phú Cát. Mình tìm về một cái chào chị. Dạ, một cái quán bún bò cũng rất là nổi tiếng. Dạ, bún bò của mẹ Nguyên. Đó. À đây mẹ Nguyên đó. Rất là vui luôn. Rồi. Dạ, ồ dạ chào chị. Đây dạ. Anh ơi. Kế bên tiệm bún bò. Rồi, đây mẹ Nguyên đây. Ôi cái nồi mình đã chưa? Độc đáo chưa? Trời ơi cái nồi này chắc là cũng không biết bao nhiêu năm rồi đó. Nồi rồi cái lò than. Lò củi. À bên đây là đang làm chả cua nè, thấy chưa? Ôi. Về Huế là phải ăn bún bò chả cua nha bà con cô bác. À còn kế bên thì có anh chị bán bánh canh bột gạo rồi bánh bột lọc nữa. Ồ buổi sáng mà ra đây ăn là coi như đủ combo luôn. Dạ, ở đây số mấy vậy ba mẹ? Dạ. 13, ở đây là số 13 đường Chùa Ông. Mẹ năm nay bao nhiêu rồi mẹ, thấy mẹ khỏe vậy? Gần 80 rồi. Ủa trời. Mẹ gần 80 tuổi hả? Ôi mẹ gần 80 trẻ dữ vậy trời. 10 cân chắc chưa được. Là 70 hay 79 hả mẹ? 78 rồi. 77, 78 dạ. Ôi mấy giờ mẹ mở ra mà giờ này thấy gần hết rồi. 10 giờ mới hết hả anh? Dạ. Ăn thoải mái. Ép bột bi gì vậy? Rồi cho con một bún bì là bún gì? Anh bố ba ngồi đi bẻ mông. Bố ba ngồi đi bẻ mông. Ngồi đây, ngồi đây. Thôi ngồi ngay chỗ này nói chuyện mới vui nè. Dạ. Dạ. Bủ điền, điền quân. Dạ. Ngồi đây được không mẹ? Được. Dạ, ngồi đây gần cái bếp này ngồi nói chuyện cho vui. Dạ chị. Dạ. Sắp lên tivi rồi. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá buổi sáng. Rồi buổi sáng bà con ngồi lúc xúc vui ghê ha. À, bên trong cũng có chỗ ngồi mà ngồi phía trước cũng được nữa, ngồi phía trước ngồi ngay cái quầy cái bàn bê bàn này vui lắm. Cho con một tô đầy đủ không lấy giò nha. Lấy thịt nạc thôi. Thịt nạc với chả cua không ít. Rồi ngồi đây mà nghe thơm phức luôn á. Dạ.
Dạ rồi. Dạ. Sài Gòn có mấy? Ấy có 30, Sài Gòn có mấy? Dạ, Sài Gòn giá cũng bất thường đó. Cũng 20, 30. Dạ không, Sài Gòn mắc á, Sài Gòn đắt á, Sài Gòn là 40-50 đó. Ở đây 30, dạ. Ôi nhìn cái nồi lạ quá. Mẹ nguyên. Ở ngoài đây là mình cũng ăn được, cũng ăn mấy quán rồi đó. 13 chùa ông. Mình dắt bán cũng phải mấy chục năm hả mẹ? Ôi là lúc là mẹ, lúc là mẹ còn con gái đó, là mẹ khoảng 20 tuổi là đã bán rồi, 17 tuổi bán rồi cha. Hôm nay mẹ 77, 60 năm. 15 tuổi lấy chồng rồi, 17 tuổi 15 tuổi lấy chồng. Hồi xưa thì 14, 15 tuổi lấy chồng bình thường thôi chứ. Quý cho nhau quý. Hấm mấy tuổi mới lấy chồng. Mẹ hấm ra đà. Hồi xưa 14, 15 tuổi là lấy chồng cho mẹ. Có một anh treo, anh treo mẹ nói người xưa 14 tuổi lấy chồng rồi. Mẹ nói đâu có, hăm mấy tuổi là. Tôi phải gặp du lịch năm nào. Rồi, 8 phút đây em. Ôi nước sôi rồi, nước sôi. Nó tràn ra không sợ nó tràn quá vậy? Ôi nước sôi sụp cũng đã quá. Dạ bao nhiêu cũng được ạ. Nhưng mà không ăn giò thôi em. Ba đang quay giúp nha, ba đang quay giúp, ba gọi lại nha. Không không có. Không ạ. Chừng nè, chết mẹ mùi đấy. Vui quá, hai cái quán ngồi, hai quán kế bên luôn. Quán 60 năm quá đỉnh. Nhưng mà như ở ngoài đây có mấy quán bún bò Huế cũng nhiều quán lâu đời vậy đúng không? Cứ đi mấy chục mét là có một quán, mấy chục mét có một quán. Rồi, cho anh xin. Trời ơi, nhìn tô hấp dẫn quá. Em cho mình chảnh nha. Dạ, đây. Có cái đồ đâu, em còn bị chảnh đâu. Anh lấy cỡ đây lên. Dạ, xin thêm ít rau nha cô. Thấy không, khách hướng xa, cậu đang dân Huệ ló nhương thịt liên thấy không? Dân Huệ dễ thương lắm. Dân Huệ quả dễ thương. Quả dễ thương, dễ thương nhất sự. Dễ thương, đó không thương không dễ thôi. Dễ thương mà thương không dễ. Dễ thương mà thương không dễ, mà dê thì cũng không có thưởng. Nhớ là ăn ở đây, ăn ở mẹ Nguyên là bà phải nhớ ăn, bà con đừng có quên cái món chả cua nha, chả cua nó ngon, còn thân sầu. Nhiều chỗ mình ăn chả cua thấy nó bột không à, còn này là cua. Chả cua, cua không à, nè có sát cua này quá trời luôn, thịt cua. Ngon. Ngon chào nha. Ờ. Nước ngon quá kìa. Hào quá kìa. Bạn Hào chuyên quay phim cho bên quá kìa. Nước ngon quá. Được chưa? Chị chưa đã ăn rồi. Đó, tiếp nữa nói. Đây là cái bạn này, bạn cũng từng nói là bún bò Huế là ăn ngoài Huế không ngon bằng ăn trong Nam.
giờ xác nhà ngon chưa? Đó. Cho hơi mờ mờ anh ăn không? Dạ, đâu được cái đồ cái ăn mà ta. Để tối tối. Rồi giờ xin khách lại đi lô này đây. Số 13 đường Chùa Ông. Phường này là cái phường này, phường này phường gì quên mất rồi. 13 Chùa Ông. Ở đây là phường gì em? Phường Gia Hội. Phường Gia Hội hả? 13 Chùa Ông, phường Gia Hội, thành phố Huế. 6 giờ sáng đã có ba bún rồi. Ngon xuất sắc. Quá đã, quá đã. Và xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Thêm một địa chỉ bún bò ngon ở bún mẹ Nguyên ở tại thành phố Huế. Thank you.